Đến chiều tối ngày 22 tháng 5, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên địa bàn khiến một người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15 giờ chiều cùng ngày, một xe tải chạy trên quốc lộ 1 theo hướng từ cầu Đồng Nai đi Suối Tiên. Khi xe đến trước chung cư Samland thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì xảy ra va chạm với xe máy do một người đàn ông điều khiển. Cú va chạm làm người đi xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán qua người tử vong tại chỗ. Danh tính được xác định là ông VH, sinh năm 1984, ngụ Lâm Đồng. Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân hư hỏng nặng nằm sát lề đường, còn xe tải dừng lại cách đó khoảng 10m. Lúc xảy ra sự việc, chiếc xe tải vẫn di chuyển, người dân phát hiện chạy theo truy hô tài xế dừng lại. Thời điểm này trời đang mưa to. Theo người thân, nạn nhân làm thi công công trình bên Đồng Nai. Chiều nay cuối tuần, anh trên đường chạy về thăm vợ con ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh thì xảy ra vụ việc thương tâm. Nhận thông tin, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.